Đồng hành với sự phát triển của nền công nghệ thông tin nước nhà gần 20 năm qua, với chức năng đào tạo và cung ứng nguồn nhân sự chất lượng cho các doanh nghiệp phần mềm, ICT Hà Nội đã tạo dựng được vị trí nhất định trên thị trường. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng những thông tin và hình ảnh trong suốt gần 20 năm hình thành và phát triển của Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin NIIT ICT Hà Nội. NIIT Ấn Độ được thành lập vào năm 1981 với trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ. NIIT là đối tác lớn của các hãng như Microsoft, Sun Microsystems, IBM, Oracle, Citibank, v.v. Đến nay, NIIT đã có mặt trên 44 quốc gia và đã đào tạo hơn 5 triệu học viên trên toàn cầu. Năm 2001, NIIT chính thức có mặt tại Việt Nam, hoạt động với hơn 30 trung tâm tại Việt Nam và đã đào tạo trên 25.000 học viên. Suốt gần 40 năm hoạt động, NIIT đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như Top 20 học viện công nghệ thông tin hàng đầu thế giới do tạp chí IDC bình chọn giai đoạn 2001 đến năm 2007, Giải thưởng về đào tạo và phát triển xuất sắc năm 2018, Đơn vị nhượng quyền tốt nhất về đào tạo và phát triển kỹ năng và nghề nghiệp năm 2017. Cũng trong năm 2017, NIIT đạt được một số cái thành tích khác như Công ty gia công đào tạo hàng đầu lần thứ 10 liên tiếp, Công ty hàng đầu về phát triển nội dung lần thứ 7 liên tiếp, Công ty đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu lần thứ 8 liên tiếp. NIIT đạt giải thưởng sáng tạo năm 2017 tại Hội nghị Thượng đỉnh Học tập Tương lai 2020 và rất nhiều thành tích khác. Sự hợp tác của ICT Hà Nội và NIIT Ấn Độ thông qua chuyển nhượng bản quyền đào tạo từ chương trình, tài liệu và cách thức vận hành một trung tâm. Kể từ kết quả của NIIT Ấn Độ, ICT Hà Nội đã khẳng định được chỗ đứng của mình tại thị trường Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Được thành lập vào tháng 6 năm 2002, là đơn vị đầu tiên tại miền Bắc và đơn vị thứ hai tại Việt Nam hợp tác với NIIT Ấn Độ đã đào tạo 16 khóa lập trình viên. Đây là hệ dài hạn theo bản quyền của NIIT Ấn Độ. Hơn 10 chương trình đào tạo với các công nghệ chuyên sâu như PHP, Java, Android, Game Unity, v.v. NIIT ICT Hà Nội đã cung cấp ra thị trường nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin với trên 5.000 học viên. Bên cạnh đó, ICT Hà Nội đã tham gia đào tạo trên 50 dự án công nghệ thông tin vừa và nhỏ cho các đơn vị nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp. Có thể kể đến như quản trị dự án phần mềm cho F-Shop, dự án chuẩn hóa công nghệ thông tin cho hệ thống ngân hàng BIDV Nam Định, các dự án quản lý cơ sở dữ liệu cho công ty điện lực Hà Nội, Bưu điện Hà Nội, xi măng Hoàng Thạch, v.v. Với bề dày gần 20 năm đào tạo, ICT Hà Nội đã gặt hái được những thành tích nổi bật như giải 3 và giải khán giả bình chọn tại cuộc thi trí tuệ Việt Nam năm 2004, đạt tỷ lệ cao nhất về thí sinh dự thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin chuẩn Nhật Bản năm 2003 và 2004. Học viên được tuyển chọn tham gia diễn đàn thanh niên sinh viên xuất sắc ASEAN năm 2007 tại Philippines. Nhiều năm liền đạt danh hiệu huy chương vàng ICT Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin. Đề tài tìm chọn của học viên các Phi Long lọt vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo ứng dụng mobile năm 2014. Hai đề tài lọt vào top 50 dự án tiêu biểu cuộc thi khởi nghiệp do VCCI tổ chức năm 2015 và rất nhiều thành tích khác. Chúng ta cùng tìm hiểu về chương trình đào tạo của ICT Hà Nội. Với kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nhân cách, đã giúp chúng tôi định hướng các chương trình đào tạo theo các nhóm phù hợp với các đối tượng khác nhau. Đầu tiên, chương trình đào tạo theo bản quyền của NIIT Ấn Độ. Bằng cấp tốt nghiệp cuối khóa do NIIT Ấn Độ cấp có giá trị liên thông với 14 trường đại học trên thế giới. Khóa học được chia làm 4 kỳ, 8 quarter và 24 tháng thực học. Mỗi một module là một môn học và các project thực tế cho sinh viên giải quyết vào mỗi cuối module. Chương trình đào tạo được chuẩn hóa theo quy trình ISO, cứ 3 năm được update chương trình với những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực tin học. Các chương trình NIIT ICT Hà Nội đã thực hiện qua các năm như chương trình lập trình viên quốc tế Future, chương trình lập trình viên Mastermind Series với các phiên bản từ 1 đến 4 và hiện nay là chương trình cập nhật mới nhất DigitX Full Stack. Chương trình cập nhật các kiến thức mới nhất giúp cho học viên có được đầy đủ các kiến thức từ A đến Z để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Thứ hai là các khóa học đào tạo chuyên sâu phát triển phần mềm. Bên cạnh đó, các khóa học nền tảng và các khóa học công nghệ như Java Full Stack, lập trình web với PHP và Framework, Android cơ bản và nâng cao, lập trình game Unity, Tester và AutoTest đã cung cấp các kiến thức cơ bản và thực tế giúp học viên sau khi tham gia các khóa học có thể bắt tay vào làm việc ngay trong các dự án tại doanh nghiệp một cách thành thạo nhất. Có thể chia làm 3 nhóm như sau: nhóm sản phẩm về phát triển phần mềm như PHP, Java, Python, Angular, Magento, Unity; nhóm sản phẩm kiểm thử phần mềm, Testing, AutoTest, ISTQB; nhóm sản phẩm ứng dụng công nghệ, VBA, Excel, CNB. Thứ ba là các khóa đào tạo dự án. Chúng ta có thể kể đến một số khóa tiêu biểu như quản trị dự án phần mềm cho F-Shop, quản trị thư viện điện tử cho Đại học Điện lực, quản trị cơ sở dữ liệu cho Công ty Điện lực Hà Nội, chuẩn hóa công nghệ thông tin cho Ngân hàng BIDV Nam Định, tin học văn phòng nâng cao trong tập đoàn Masan, chương trình Internet lập thinh cho Công ty ANSV hay chương trình Big Data cho Công ty Gaussim. Các khóa đào tạo dự án
sẽ dựa vào nhu cầu của khách hàng, phát triển mở rộng để xây dựng các khoa học phù hợp và hiệu quả nhất đáp ứng với mọi yêu cầu của khách hàng. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn lực của NIIT ICT Hà Nội. Thứ nhất là về đội ngũ giảng viên. 90% đội ngũ giảng viên được đánh giá qua hệ thống giảng viên bởi phần mềm Encore của NIIT Ấn Độ qua từng kỳ đào tạo. 100% đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tế từ doanh nghiệp và các dự án đào tạo doanh nghiệp. 90% đội ngũ giảng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khi tham gia giảng dạy, được cập nhật kiến thức và tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài đơn vị hàng năm, là các chuyên gia uy tín đến từ các doanh nghiệp phần mềm tham gia các chương trình giảng dạy. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu về đội ngũ nhân sự. Đội ngũ nhân sự làm việc có bề dày kinh nghiệm, được phân tách theo các mô hình phòng và bộ phận làm việc như bộ phận đào tạo, bộ phận tuyển sinh và marketing, bộ phận quản lý dịch vụ, bộ phận kỹ thuật, bộ phận nhân sự, kế toán, vân vân. Hoạt động của các phòng nhóm đều đi theo một mạch trình làm việc xuyên suốt, có sự gắn kết và tương hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy và phát triển công việc ngày càng tốt hơn. Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết cũng phát huy được nhiều thế mạnh trong công việc. Thứ ba là về cơ sở vật chất. Nằm trong hệ thống V-Corporation nên NIIT ICT Hà Nội được tận dụng các thế mạnh về cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, đạt chuẩn quốc tế tại tầng 3 tòa nhà 25T2 N05 Trung Hòa Nhân Chính, khu đô thị thuận tiện giao thông gần các trường đại học và rất nhiều tiện ích hỗ trợ đi kèm. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về các hoạt động cho học viên. Với mục tiêu không chỉ đào tạo nghề mà phát triển nhân cách cho chính các học viên trong suốt thời gian học tập tại NIIT ICT Hà Nội, các hoạt động phong trào tập thể, văn hóa, văn nghệ, thể thao đã giúp cho sinh viên rèn luyện về thể chất, kỹ năng, các chương trình thiện nguyện, tình nguyện theo các chương trình của quận đoàn Thanh Xuân. Bản thân là NIIT ICT Hà Nội là chi đoàn cơ sở trực thuộc đã giúp cho học viên nâng cao về sự hiểu biết về môi trường, xã hội, góc nhìn và chia sẻ với cộng đồng. Chúng ta có thể kể đến những cái hoạt động như hoạt động về xã hội bao gồm thiện nguyện, tình nguyện, hoạt động dã ngoại. Hàng năm thì học viên được tham quan các danh thắng kết hợp với việc học tập kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm. Hoạt động thực tế tại doanh nghiệp như tham quan doanh nghiệp, thực tập tại doanh nghiệp. Hoạt động văn hóa thể thao được diễn ra trong các ngày lễ trong năm với các hoạt động về văn nghệ, thể thao. Hoạt động về công nghệ như các hoạt động talk show, gặp gỡ các chuyên gia công nghệ, các nhà tuyển dụng hoặc các bạn cựu học viên chia sẻ về công nghệ, về công việc của mình, vân vân. Với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm đào tạo và hoạt động, ngoài mục tiêu là bệ phóng công nghệ cho mỗi học viên khi tham gia các khóa học tại NIIT ICT Hà Nội, chúng tôi luôn ý thức về việc thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ trong thời đại số hiện nay. Với slogan thay đổi để phát triển, ICT Hà Nội sẽ thay đổi để có các bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần nhỏ vào việc cung ứng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng ra thị trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.